Chào tất cả các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình Tay Chuối đây. Không biết là các bạn có để ý không, nhưng mà âm lịch ấy chỉ còn hơn chục ngày nữa là kết thúc 2023 nhớ các bạn. Và chúng ta sẽ lại đón Tết cổ truyền mà chúng ta hay gọi là Tết Nguyên Đán ấy. Nhưng mà không biết các bạn thấy sao chứ ở chỗ mình nhá, mình cảm thấy là vẫn chưa có không khí Tết, mặc dù chỉ cần hơn chục ngày là đến Tết rồi. Có lác đác một số nhà thì làm mướt thôi chứ còn vẫn chưa có không khí nhiều. Chứ vậy là hôm nay theo dòng sự kiện mình sẽ đợi Trang Trẻ Châu đến và sẽ làm một cái video về chủ đề Tết nha các bạn. Đến đầy đủ rồi hả? Đến rồi. Thì hôm nay cũng gần như là đầy đủ tem rồi, cũng gần đến Tết rồi, anh sẽ làm một cái video về chủ đề Tết. Mấy đứa thấy làm sao? Được. Thế làm cái gì anh Thái? Tết thì chúng ta thường là sẽ thấy có hoa đào, hoa mai này, rồi thì bánh kẹo đầy nhà này, xong rồi là được lì xì các thứ này đúng không? Và đặc biệt là không thể thiếu một cái món ăn cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đó chính là bánh chưng nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình cùng với mấy em Trẻ Châu sẽ cùng nhau đi làm một cái bánh chưng nha các bạn. Ui giời, cả cái này làm mỗi cái bánh chưng thì ai ăn, ai nhìn hả anh Thái? Yên tâm đi, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bánh chưng khổng lồ luôn. Đấy, làm một cái bánh chưng to luôn nha các bạn, để xem là bánh chưng to nó sẽ như thế nào, xem là luộc nó có chín không các bạn ơi. Làm bánh chưng bình thường thì nó bình thường, hôm nay mình thử làm một cái bánh chưng thôi nhưng mà làm khổng lồ nha các bạn. Rồi, bây giờ bắt tay vào đi làm luôn, tại vì luộc bánh chưng rất là mất nhiều thời gian. Đi thôi, ra chuẩn bị nguyên liệu. Rồi vào đây mấy đứa. Đây, nguyên liệu làm bánh chưng thì mình cũng đã chuẩn bị sơ sơ nha bạn, hòm hòm rồi đấy. Đây có gạo này, đỗ này. Ô đây anh Thái. Ơi. Anh Thái định quay bánh chưng mà chỉ có gạo với đỗ, thế thịt đâu? Có thịt rồi. Anh đã mua 2 cân thịt để trong kia rồi, tí nữa anh với Thảo Đen sẽ mang đi rửa nha. Ô thế anh Thái. Hả? Anh Thái ngâm gạo để làm gì đây? À, ngâm gạo này để cho nó nhanh chín đấy em. Đây này, gạo này bình thường mình gói nguyên chỉ mình chỉ cần rửa qua thì mình gói cũng được, nhưng mà anh muốn nó nhanh chín thì bây giờ anh ngâm cho nó nở ra, tí nữa nhanh chín hơn. Thích nữa thì ngâm nước nóng, như mình ngâm nước mát mát thì các bạn này. Ô thế đỗ kia sao phải dùng đỗ có vỏ mà phải dùng đỗ vàng kia anh Thái? Ui giời ơi, ăn đỗ này cho nó tiện, chứ dùng đỗ có vỏ mà vừa ăn mình nghe pi 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 như này à. Ui giời. Ai hốt mà. Anh miêu tả được rồi, mất gì mày mà nhổ vào mặt tao. Không phải, là anh thích dùng cái đỗ không vỏ này chứ ai thích làm nào làm chứ. Anh Thái ngâm đỗ để làm gì? À, ngâm đỗ này nó có một cái nguyên nhân vô cùng sâu xa. Nguyên nhân gì? Tại anh thích. Trời ơi. Rồi, được rồi. Bây giờ phân công công việc cái này. Bây giờ Bình Bo ăn thương với Thùy là ở đây gạn cái vớt cái gạo này với đỗ này ra nha. Vào đây xách thịt ra đây rửa nhanh ấy. Đây. Đây mình có chuẩn bị 2 cân thịt. Rồi bây giờ mang đi rửa anh Thái. Ừ. Rồi. Mày xong rồi. Dạ này bọn mình vừa rửa xong, bây giờ bọn mình phải đãi cái nước này cho nó chảy nước ra nha các bạn, cho nó ráo. Khô quá mới ngon. Mấy chị em đãi gạo đi, em ra kia xem anh Thái có cần bấu cái gì không. Đãi gạo chứ không phải đãi. Cứ đãi mà chẳng được. Hả? Vinh ơi, nhanh lên ra, anh bảo này Vinh ơi. Tí em với Vinh đi ra sau nhà vặt cho anh ít lá rau nhá. Ui ôi, sao đấy? Sao em? Ôi đi đứng phải cẩn thận chứ em. Mở cốp xe lấy cho anh cuộn giấy vệ sinh. Anh nhanh buồn lắm rồi. Tí nữa đi vặt lá rong cho anh nữa. Biết mở cốp xe không đây? Mời đến. Thì bây giờ bọn mình sẽ chế một cái khuôn để mình làm bánh nha các bạn. Tại vì cái bánh chưng của mình nó to ấy, thì những cái lá rong nhỏ ấy thì sẽ không gói được, mà chúng ta bắt buộc sẽ phải có một cái khung để đỡ cho cái bánh chưng của mình, rồi mình mang đi luộc nha các bạn. Đấy, bây giờ là cắt để đóng khung thôi. Đi ra lấy máy bắn vít với đây, máy chả gỗ này cho anh.
Bọn mình bây giờ sẽ nhặt củi về để Linh đánh nha các bạn. Đây, dưới này rất là nhiều củi. Bây giờ bọn mình chỉ việc lấy những khung này về, bọn mình chất bếp lên là cháy rồi. Đây, luộc bánh là phải dùng cái củi như thế này các bạn ơi. Đấy. Mình làm mồ hôi công sức thì thằng Thắng với cái Thương nó cứ ngồi ngồi kia bắn VR các bạn ạ. Mày điên à? Mày đừng nói lung tung, mày phải nói đúng đi, tao ngồi chơi mà. Tao mới thương ngồi bắn FIFA chứ bắn VR đâu. Các bạn nhìn nó nói đó các bạn, là mình có lên cho nó lấy sạch cái tay mình không? Cái thật nói thế mà cũng nói. À, bây giờ bọn mình sẽ cho ít muối và ít hạt tiêu và thịt nha. Rồi, đảo lên Thảo. Tay bọn mình đã rửa sạch sẽ, bây giờ bọn mình lấy tay đảo cho nó nhanh. Hơi thiếu gỗ rồi đấy. Hai anh em Giang chưa lấy cho anh vài miếng gỗ đẹp đẹp mà phẳng phẳng đây cho anh. Thiếu cái nào thẳng thẳng đẹp đẹp như gì. Lá rong này mình lấy về là mình phải rửa qua để lau khô đi thì mới quán được bánh chưng nha các bạn, nó đỡ bẩn. Đấy, bây giờ là bọn mình bắt đầu lau lá rong này rồi chúng mình bắt đầu cho lên khuôn để quay bánh nha các bạn. Đấy, lau khô đi. Đấy, rửa sạch rồi thì bây giờ là phải lau tiếp các bạn ạ. Ôi giời, quán bánh chưng này thì mà nhiều bước đấy các bạn. Đúng rồi. Ui giời, cái này mà phải mình nghe mình mua cho nhanh. Lấu làm gì cho mất thời gian các bạn nhỉ? Quan trọng là cho không khí Tết thôi. Mày chẳng biết gì cả. Thảo nói đúng rồi Vinh ạ. Mình quay bánh này là để cho nó có không khí ngày Tết. Gia đình cứ đến ngày Tết là quây quần tập trung vào quay bánh cho nó ấm cúng, cho nó tình cảm đấy. Thế ở nhà bố mẹ em chưa đến Tết có quay bánh không? Mẹ em không, bố mẹ em mua trên mạng mà. Cẩn thận là mua bánh hàng fake ấy. Thế mày mua bố mẹ mua trên Shopee đúng không? Vâng. Ừ. Cái gì nó không bán trời. Rồi chắc được rồi anh nhỉ. Rồi bê ra đây đi em ơi. Nào, bê đây chuẩn bị gói. Hôm nay mình sẽ làm một cái bánh chưng nặng 50 cân nhé các bạn, bao gồm có 1 cân lá rong, 2 cân đỗ, 2 cân thịt, 6 cân gạo là 11 cân. Còn 39 cân còn lại là cái khuôn này. Tại vì cái khuôn này nó dày quá các bạn ơi. Mình không biết đóng làm sao rồi cho nó vừa nữa. Đáng nhẽ mình làm khuôn to hơn tại cái thành nó dày quá. Mẹ không có lồi to các bạn ạ, mình làm bất thình lình ấy. Mình cứ hứng thì mình làm, nên ra mình không có chuẩn bị lồi. Mình sẽ quay bánh nha, lá rong các kiểu. Ôi Thương à, tập trung nhìn hai quay bánh đi. Mốt lấy chồng như còn quay bánh cho chồng chứ. Đó, Thương lấy chồng mà quay bánh bằng cái to cái này thì mấy nữa nó trả về nơi sản xuất. Cái bánh này là anh làm kiểu dạng mô hình thôi, chứ làm một cái bánh 6 cân gạo này phải làm được mười mấy cái bánh rồi. Đấy, mình sẽ để dần dần để to tạo thành cái khuôn nữa các bạn ơi. Một phần nhân là 9 phần lá. 9 phần lá? Không có đâu. Hôm nay 100% là bánh luôn ấy. Lần đầu tiên mình gói bánh rồi nhá các bạn. Mà lần đầu tiên mình chơi kiểu hơn bất thường quá. Đây là lần đầu tiên Thái Chuối gói bánh vuông, bánh chưng nha. Siêu to khổng lồ nha các bạn. Đã gói là phải gói cái khổng lồ. Chứ đồ chốc nó không ra hình vuông đâu các bạn ơi. Sợ, mình sợ nó không ra hình vuông ấy. Tâm em. Ôi anh đã, anh đã cho gạo vào đi, anh định cho bọn em ăn lá à? Bình tĩnh em, tại vì cái bánh này nó nặng nên là phải cho nhiều lá vào. Mấy đứa ăn lá còn may chốc nó thủng ra, không có lá mà ăn ấy. Thôi kệ nó đi các bạn ơi. Mình nhân nhiều lá quá à. Nhiều lá thì phải nhân bên trên đấy chứ. Nhét ừ. Rồi bây giờ là bắt đầu cho gạo. Nào Vinh, cho gạo vô. Cho từ từ, nhẹ nhàng thôi em. Ôi trời ơi, cái này nó như kiểu cái túi ba gang, em cứ cho vào đi. Rồi mạnh mẽ lên em ơi. Đồ hàng chúa, cái đúng rồi, mạnh mẽ lên như kiểu là em được lì xì 10 triệu đó nào. Bánh chưng ấy là mình phải cho nhiều gạo lên. À Thảo cho em ơi, cho thêm gạo vào em ơi. Rồi, cho gạo thôi. Mày nhắc cả đầu em vào đây làm gì, cho gạo đi, cho vào đi. Thật lá. Thôi từ từ, bình tĩnh em ơi. Em tính ăn bánh chưng chay à?
người ta phải có tí gì chứ. Đấy nha, bánh chưng này là trong ai cũng có phần, ai cũng có công sức làm nha các bạn. Cho thịt vào. Cho thịt đấy, thịt đừng mỡ. Cho thịt. Ồ hả? Đừng mỡ à? Ồ, cái miếng này ok chưa? Cái gì giáp anh ơi? Cái miếng này ok chưa? Không có tí mỡ nhé, ăn đi luôn. 3 miếng đi anh Thái. 3 miếng này. Ừ. Ok. Rồi, ôi, được. Hay. Rồi, hay quá. Ok, giải đỗ lên. Xong lại giải gạo. Rồi. Ít thôi. Ok, được. Cho thịt vào. Cho mỡ vào ăn cho béo. Đúng rồi. Ôi, thương, ôi, thương. Đấy, miếng này được chưa? Rồi. Đấy, để giữa này, cho thêm miếng mỡ vào em ơi. Đây. Chết chưa? Đấy, hình trái tim nhá Thảo nhá. Đổ vào, đó. Cứ như vậy tầm 10 lần nha các bạn. Thế rồi, mình cho ít thịt quá nhỉ. Ít thịt cho ăn xong. Bọn anh ăn chay anh ăn thịt. Chứ đỗ rồi mà. Thế bây giờ, đang thừa thịt thì cho hai lớp thịt, một lớp đỗ. Ừ, được. Em không ăn đỗ đâu. Rồi, cho gạo đi em ơi, cho gạo vào. Phát cuối rồi các bạn ơi, hết chỗ rồi. Không còn chỗ rồi. Hết gạo rồi. Hết gạo rồi, ok đấy. Đâu, lúc đi bằng này đi. Đấy, che cái miếng thịt nha, thịt này nó thịt gì mà to thế. Rất thêm ít rau mùi lên anh cả. Rất thêm ít rau mùi lên anh cả. What the hell. Rồi, và bánh trưng phải nấu phở đâu mà cho rau mùi em. Ở đây là mình, ở đây có thịt lợn, hạt tiêu với cái này đỗ, còn ở chỗ các bạn gói bánh chưng với cái gì các bạn thử comment xuống phía dưới video nha. Gói bánh chưng này kiểu áp lực quá. Tiếp nhiều bé nhiều quá chứ không, nó phòng ấy lỡ và lấy nhiều lá rong quá là không sao ấy. Cuối cùng thì cái bánh chưng của mình đã gói xong rồi. Bây giờ mấy đứa bê ra kia nào, bê ra nồi nào, cùng nhau bê ra nồi, cùng nhau bê ra nồi nào. Còn sao được. Tăng. Ôi trời ơi. Nào, đặt cho xuống nha. One hour later. Đây, mình bắt đầu cho nước vào nha các bạn. Rồi, bây giờ mình bắt đầu chất lửa đun cái nồi bánh chưng của mình nha các bạn. Bây giờ tới thời gian luộc bánh chưng thì trời đã tối rồi, tên Trẻ Trâu về hết rồi các bạn ơi. Thì bây giờ chỉ còn mình ngồi đây canh cái nồi bánh chưng này thôi. Mà cũng hợp thời tiết ghê ấy. Mấy hôm trước thì nắng to, thế là hôm nay đúng mình làm cái bánh chưng này bắt đầu trời bắt đầu lạnh. Ngồi đun bánh đỡ toát mồ hôi nha các bạn. Nhưng mà khá lâu ấy. Chắc phải đun tận mấy ngày quá. Không sao, mình sẽ đun cái nồi bánh chưng này trong vòng 1 ngày nha các bạn. Xem mà nó có chín không, đúng 24 tiếng mình sẽ bắc ra xem bánh chưng này nó như thế nào nha các bạn. Chín không chín thì cũng phải bắc ra để các bạn cùng chờ đón xem cái kết quả nha. The next day. Ôi các bạn ơi, sau đủ 24 tiếng thì bây giờ là bọn mình sẽ bắt đầu nhấc cái nồi bánh chưng ra nha các bạn, để xem là bánh chưng có chín không. Các bạn cùng xem, cùng theo dõi xem bánh chưng này nó như thế nào sau cái quá trình mà mình đun luộc đó nha. Rồi, nhưng mà cái nóng này ngày bắc lắm. Ui ôi, nó bung bung khói anh ạ. Ồ mày ấy, mày làm sao hỏa ấy. Rồi, cái này là ok các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở bung ra. Uầy, bây giờ là phải làm thế nào đấy để mình lấy được cái bánh chưng ra các bạn ạ. Đây đây. Đây được, còn mình đấy. Canh này buộc lệch mẹ. Được rồi. Canh lâu, để xuống cạnh đúng không? Để đây các bạn ơi. Rồi, cái bánh chưng mình đã lấy ra nha các bạn. Trông như ở cái hòm của Free Fire các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, nhìn nó bốc khói này, tại vì mình vừa lấy ra khỏi nồi ấy. Ui to chưa. Bây giờ mình sẽ phải tìm cách để gỡ cái khuôn này ra các bạn nhé. Khung bánh chưng của mình có 102 luôn đấy nha. Rồi đập ra nha. Ơi, nhún. Chắc là mình phải đi kiếm cái mâm để lên được không? Nó ra cái gì rồi các bạn ơi? Đây là để anh cho ra nhá. Kẹt nó ra gì nó ra các bạn ơi. Mùi đỗ luôn rồi. Ôi thơm ấy. Thơm à? Thơm mùi bánh chưng các bạn ạ. Thơm mùi Tết. Ôi. Anh thầy. Anh thầy. Anh thầy. Anh thầy bánh chưng này. Ôi bánh chưng này. Đây.
Ui. Ui. À, đây bây giờ là bỏ cái lá nhá các bạn. Ui. Ui. Nhiều lá đây. Ôi nó vỡ rồi, nó chưa đông. Ừ, nó còn nóng mà. Ui dẻo quán. Wow, chín rồi. Wow. A few moments later. Rồi, ok các bạn ơi, vậy là cái bánh chưng của mình đã hoàn thành rồi. Nhưng mà nó không còn là hình vuông. Lúc mà mình cho ra ấy, nên là nó còn đang nóng hay sao ấy mà nó đổ phát là nó thành cái bánh sinh nhật. Tại vì là tem Nhật Châu bảo là bây giờ bắt ra rồi phải ăn luôn cho nó nóng, nóng thật, bốc khói luôn này, cho nên là mình cuốn quá nên là bóc ra nó thành vậy luôn. Đấy, từ cái bánh chưng mà mình quái phát sau mà nó thành bánh sinh nhật luôn rồi. Hai tầng nữa nhá, 1 2 3. 3 tầng. Bây giờ thưởng thức tí chứ hả? Vâng. À, đây, ăn thử miếng. Đâu đây, ai có thìa không? Đây. Bên này. Đâu bên này. Ôi. Đã con chưa chị à? Ăn hết bằng đấy khỏi ăn cơm luôn. Ngon. Ngon. Nó ngon đến độ ngon đấy. Sao không thích ăn hả? Em không thích, em ăn thích ăn thịt lạc. Không phải thịt lạc. Đấy, không phải ăn bố ạ. Không phải ăn bố ạ. Ăn gạo. Ăn gạo. Mình nuôi ấm rồi các bạn ạ. Thôi. À. Cái gì? À. Ai ăn cái đồ biến thái? Lần nước ra cái đồ biến thái này. Em bảo mày chỉ như vậy, em bảo mày chỉ như vậy. Con kia ăn cơm cái má mày. Các bạn ơi. Cái này bọn mình ăn tận 20 phút, 30 phút rồi mà hết được có một góc nè, được chắc được 1/6 rồi. Em nghĩ là anh mang cho cả làng ăn đấy. Nhưng mà cái này nó không còn hình vuông ấy các bạn, nhìn trông nó không được đẹp mắt cho lắm nên thôi các bạn ạ. Như một đấu. Mình cứ phải tự xử hết cái chỗ này dần dần thôi. Thôi. Thôi video làm bánh chưng của mình tuy không được thành công cho lắm nhưng mà sẽ kết thúc tại đây luôn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye. Bye.